Rồi, xin chào tất cả anh Mật Thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 31 tháng 8, video cuối tháng nha em. Thì video lên tổng cộng ở đây có 24 mẫu cần. Thì em giới thiệu sơ lược những dòng nha. Và số hàng Nhật Bản, mua cửa hàng nên hàng rất là đẹp. ISO thì đây sẽ có những dòng như là từ 5m3, 4m5, từ 5m3, 5m4 và 6m3 nha. Cần lục thì từ 4m cho đến 4m2. Những dòng như cứng từ 25 đến 30 cho mình. Cần dây trong có cần rút 2m1, 2m4. Cần tay thì ở đây sẽ có dòng như là cần tay từ 5m4, 6m3 và 9m nha. Đây có một con siêu vàng cho mình. Alo thì có máy ngang, máy đứng và cắm gốc. Những dòng đây đánh bạo lực, cầu dít, cầu biển này. Độ cứng từ M nha, cho đến MH. Đây có những dòng như là cần lua suối này. Cứng tầm khoảng UL tới L nha. Và những dòng khoen xít. À đây sẽ có một con cần fly trên em cầu suối. Đây qua hai da nha, cực kỳ đẹp. Và một số cần 2-3 khúc chuyên dụng cùng ngâm của lan xe. Dít biển đều được đây. 3 khúc nha. À, những dòng trên Rio Alpha Taco, đây qua Ruby. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của các cần nha. Đa số đây thì hàng mua cửa hàng nên là cần có ok hết. Anh em cứ xem kỹ video, chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp Duy 0923 534779. Ship có toàn quốc 30.000 một đơn, ở trong hàng đến nhận hàng đồng kiểm nha. Anh em xem được video thì có gì cứ cho em được đăng ký bật thông báo nha. Hầu như bên em sẽ cố gắng lên nhiều video hơn, hàng hóa cập nhật liên tục để anh em tham khảo nhiều hơn. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, độ dài cần là 4m5, độ cứng 2 nha. Đây 4m5 cứng 2 cũng dạng cảm giác thôi. Bắt gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji xứ xám. Có này độ cứng 2 thì ngọn cần tôi đo cho mình là tầm khoảng vào 1.5 ly á. Đây, tổng thể này. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy nha. Đây, những con này thì nó bị hạ ngọn thì hiện tại nó ngắn hơn cho mình một xíu. Đây, tổng thể nha. Phôi con này thì nước sơn 1 và 2 thì nước sơn đen. Còn những lóng còn lại thì nước sơn màu bạc cho mình đây. 4.5 cứng 2. ISO thì dạng tay trợ máy cho mình câu cảm giác thôi. Cứng 2 thì không cứng lắm. Con này trọng lượng cần thì cân được là 170g. Mã số 1, giá 350 nha. Đây, 350.000. Mã số 2 thì đây sẽ có một con ISO khoen nhỏ cho mình luôn. Con này độ dài của cần là 5m4, độ cứng 1.5. 1.5 thích hợp cảm giác. Bắt gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji, đây lợi xì đất xám. Con này ngọn của cần á, thì đo cho mình tầm khoảng vào 1.4 ly. Ngọn sẽ có 1 này và 2 khoen chạy nha. Con này thì nước sơn màu đỏ thẫm cho mình. Trong tổng thể thì còn đẹp đây. Và ok hết nha. Đây, cần đẹp này. Con này thì 5m4 thì nó sẽ kèm cho mình là 6 lóng nha. Đây, 6 lóng cho mình. Tình trạng thì các cái chỗ này nó gập lên gập xuống á, động thì xước sơn xíu thôi. Chứ còn ok hết nha. Và xước thì có xước dâm sơ sơ theo cần. Đây, trong hàng thì không dập không bể. Mấy cái dòng này thì bên em sẽ đóng nước nha và dặn kỹ. Có đóng niêm phong ở ngoài. Anh em lưu ý nha, hàng đến mình cứ nhận hàng, mình kiểm tra. Nếu còn niêm phong thì anh em nhớ quay video lại, đúng cần đúng hàng mình thanh toán. Còn nếu mà cần mà đổi hay là bị lỗi thì anh em có liên hệ lại bên em nha, sẽ không nhận à. Trọng lượng con này là 230g, mã số 2, giá 400.000 nha. 400 cho mình thôi. Mã số 3 thì một con ISO khoen nhỏ, con này của hãng là Shimano. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 2 nha, của Shimano dòng Holiday ISO, dòng HG. Hàng của bên làng Singapore, xuất thị trường Nhật, có mã code này. Và tem nha, tem nội địa đây. Tổng thể thế này. Thì bắt gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji xứ xám, độ cứng 2 thì cũng thuộc dạng cảm giác, nó sẽ không cứng lắm. Ngọn cần tôi đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1 ly. Một số có 1 này, đây và 2 khuyên chạy nha. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn lông phục cho mình. Đây, tổng thể thế này. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân, dạng xoắn lò xo toàn thân. Độ mới con này thì ra cho mình tầm khoảng vào 990 nha. Đây, có sức dầm một xíu thôi. 5m4 thì kèm cho mình là 6 lóng ạ. Đây, 6 lóng nha. Đây, Shimano. Những cái dòng Shimano HG thì ok rồi. Cứng 2 hạ tay ra cho mình tầm khoảng vào 3.5H. Trọng lượng cân được là 240g, mã số 3. Giá 600 nha, 600.000 ạ. Mã số 4. Số 4 thì sẽ có một con ISO khoen nhỏ cho mình luôn. Đây con này của dòng là Simat này. Simat Hàn Quốc xuất Nhật nha. Độ dài 6m3, độ cứng 1. Cứng 1 thích hợp mình câu cảm giác nha, không cứng lắm. Dàn khoen của này là dàn khoen Fuji. Đây loại xin đất xám. Cứng 1 thì ngọn cần đo cho mình là ngọn 1 ly. Đây ngọn sẽ có 1 này, 2 khoen chạy nha. Ngọn thì cũng là ngọn dạng ngọn đặc, ngọn tháp. Đây ngọn lông phục như mình. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân, tổng thể thì con này có rất là mới. Những cái dòng mà thì hạ tay, đây này mình chuyên chép nha, chuyên chép đều được này. Câu cảm giác phôi phía còn rất là mới. Thì cứng một hạ tay đây cho mình tầm khoảng từ 3.5H cho mình thôi, không cứng lắm nha này. Đây, phôi đẹp này. Con này hầu như là còn mới, không xây xước gì lắm cho mình luôn. 6m3 cứng 1, phôi cũng tương đối dày, trọng lượng 370g, mã số 4, giá 800 nha. Đây, 800.000 ạ.
Mã số 5, số 5 thì đây sẽ có một con cần ISO, con này ISO khoen lớn. Có thể cho này mà đánh lục đầu cần, săn hàng đều được này. ISO khoen lớn, con này thì độ dài cần là 45m3 nha, độ cứng 4. Hàng có bạn là nội địa Nhật nha này. Đây, tem vàng đầy đủ. Thì pack con này bắt gặp Fuji, bắt vặn Fuji DPS, khoen lớn thì đa số là bắt vặn rồi. Giang khoen Fuji, đây loại xịt đất xám, khoen khí còn rất là mới nha. Ngọn của cần thì đo được cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.8 ly. Đây, tổng thể này. Ngọn sẽ có một này, đây và hai khoen chạy nha. Con này thì phôi cần là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thì cần còn mới nha. Đây, những cái dòng mà thì ok rồi. Nói chung cứng 4 thì cũng dạng bạo lực. Con này trên và tầm khoảng trên 6H nha này. Trên tầm khoảng 5-6H cho mình. Tính theo cần câu đài cho mình ạ. Đây, phôi phí rất đẹp nha. Đóng sơ mi chống nổ đầy đủ này. 5m. Con này thì là độ dài là 5m3, độ cứng 4. Hàng nội địa Nhật, khoen pad Fuji. Đây, phôi tương đối dày nha, của dòng Siltan. Trọng lượng của cần á thì cần được là 430g, mã số 5 nha anh em. Giá con này là giá 850 nha. Đây 850.000 ạ. Mã số 5, tiếp theo là mã số 6 thì đây sẽ có một con cần lục. Con này thì dạng là cần cần súp nha, cho mình đánh đầu cần gần bờ. Cần này có độ dài của cần là 4m của dòng Aqua Rock. Con này thì bắt cặp Fuji S7 này, bắt lớn nha. Những cái dòng cần lục thì đa số là bắt lớn. Giang khoen Fuji này, đây loại xịt đá xám. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình nó tầm khoảng 2.5 ly. Độ cứng của cần thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 25 á, tính theo cần lọc nha, rơi cho mình tầm khoảng vào EX. Đánh đầu cần gần bờ. Phôi con này thì còn đẹp nha, cần đi kiểm cho là 4 lóng, độ dài là 4m này. Đây. Đánh đầu cần gần bờ khoen pad Fuji. Thì tổng thể con này thì sẽ để cho mình giá tốt hơn nha. Đây. Đây, nắp chụp của mình thì nắp chụp là xoáy vặn inox này. Đây, tổng thể thế này. 4m, độ cứng tầm khoảng 25, cho mình câu đơn câu ngâm. Trọng lượng cần là 340g, ngọn tầm khoảng 2.5 ly. Mã số 6 giá 500 nha. Đây 500.000 ạ. Mã số 7, số 7 thì ở đây sẽ có một con cần lục. Con này thì của dòng Daiwa. Con này cần lục của dòng Daiwa nha anh em. Đây của hãng Daiwa nha, tương đối cứng, đánh xa bờ cho mình được. Độ dài của con này là 4m32, độ cứng là 30, của dòng là Chisup này. Hàng có bên hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha, đây có cái mã code này. Những cái dòng thì Việt Nam, anh biết rồi, Việt Nam thì có một cái nhà máy Daiwa Đà Nẵng cho mình. Đa số xuất thị trường Nhật thì bên này cái này thì bên cửa hàng Nhật á thì lại về Việt Nam lại nha. Bắt gặp Fuji S7, dàn khoen Fuji loại xịt đất xám. Cái lông gốc ở đây thì có bị xước sơn nha này. Đây có xước sơn nha. Nói chung không ảnh hưởng chất lượng cần cho mình. Cái con này đã bị hạ ngọn nha. Hiện tại con này nó còn cho mình là 2m 10 tầm khoảng 2m 14 thôi, 13 đến 14 cho mình thôi. Ngọn hiện tại là 2.8 ly. Độ cứng 30 thì rơi cho mình tầm khoảng vào CST hơn một nhẫn một xíu nha. Đây, đánh lục tầm khoảng từ 35m độ lại là vừa. Phôi thì còn ok này. Đây. Tình trạng của nó thì sẽ xước một xíu không đáng ảnh hưởng nha. Đây xước sơn thôi. Đây cần lục nha, đây qua 4m2, cứng 30. Nó được hạ ngọn tầm khoảng 7cm cho mình rồi. Quen pad Fuji loại xịt đất xám, pad là pad gập nha, pad vực trên cao. Bên em vẫn hỗ trợ hạ pad xuống cho mình. Trọng lượng thì cân được cho mình là 480g, mã số 7. Giá con này là giá 1 triệu nha này. Mã số 8, số 8 thì ở đây sẽ có một con này là cần dây trong nha, cần dây trong, cần rút, cần này có hãng là Ryobi. Đây có dây buộc Ryobi cho mình đây. Có đây độ dài của cần là 2m1, độ cứng là 50. 50 thì nó thuộc dạng là vừa nha, 50 hàng nội địa Nhật có tem vàng đây. Ngọn con này á thì ngọn lớn, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu phu xích chống xoắn. Ngọn con này tôi đo cho mình tầm khoảng 2.8 ly. Con này thì 2m1 thì nó kèm cho mình hai lóng thôi. Độ cứng con này tính theo bạn em đi câu lô hay mình câu ngâm câu đơn được nha. Tầm khoảng 50 thì dạng cũng vừa rồi, tương đối cứng. Đây, nội địa Nhật, tay cầm cán mút và pad là bất vặn này, Fuji DPS. Đây, thế này. Trọng lượng của cần thì cần được là 170g, mã số 3. Giá con này là giá 400.000 nha. 400 ạ. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần dây trong luôn. Con này cần dây trong dạng Hechi cho mình nha, cho mình câu bè. Cần có hãng là Olympic. Độ dài con này là 2m4, độ cứng là 15. 15 thì nó sẽ mềm hơn. Đây, có Olympic dòng Mamiya, Korea xuất thị trường Nhật, có tem vàng đây. Bắt là bắt gặp Fuji F6. Khoen đề ba là khoen xít, thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp của dây trong thế này. Con này thì cứng 15 thì cũng tương đối mềm nha, cho nên sẽ không cứng lắm cho mình ạ. Ngọn con này thì đo được cho mình á là tầm khoảng vào 2.5 ly. Đây cần thì 2m4 nó vẫn kèm cho mình hai lóng thôi. Đây tổng thể này. Thế là mình câu cảm giác nha. Cứng 15 tính theo cần Hechi thì mình câu bè. Câu dạng vừa thôi, không cứng lắm. Đây cần đẹp nha. Đây phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp kèm thế này. 2m4 độ cứng 15, con này có mã số cho mình là mã số 9 nha này. Đây mã số 9 nha.
giá con này là giá 450 nha, đây 450.000 ạ. Mã số 10, số 10 thì ở đây sẽ có một con cần ISO, con này cần ISO của dòng Siuta, đã hạ cần tay nha, đã được hạ cần tay nha. Độ dài con này là 6m3, độ cứng 2, hiện tại con này thì cần ra thẳng nha, hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Rồi cho mình tầm khoảng vào 4H này, 4H nha, 6m3. Con này thì keo đã được phủ này, đã cuốn chỉ này, đã tháo khoen, cuốn chỉ và lên keo này, đầy đủ cho mình nha, cần rất là đẹp. Con này đem đi các thợ hạ tay cũng được cho mình tầm khoảng 200.000 cho mình rồi. Ngọn hiện tại của cần là ngọn tầm khoảng 1.3 ly, độ cứng 4H. Này cần ra thẳng nha. Thợ bạn này mình mua về đánh chép này, ao sinh hồ dịch vụ được nha. Cần đẹp này. Các lóng của nó thì còn mới hết. Đây phần carbon xoắn vân. Đây. Cái này là các cái định vị nha, cái định vị khoen á, định vị lóng á. Thì cái này mình hạ cần tay rồi thì cũng không cần đâu. Đây cái định vị của nó. Phôi phía còn rất là mới. Con này chuyên dụng cho anh em về đánh chép nha. Chép ao sinh hồ dịch vụ được này. 6m3, cứng tầm khoảng 4H. Cần đã thẳng tắp nha. Tập thể thế này. Đây, cần rất là đẹp. Cuốn chỉ lên keo chống nổi rồi. Con này thì cái chỗ này để nó hạ bát thì em cũng đã vệ sinh sạch sẽ cho mình rồi nha. Trọng lượng của cần thì cân được là 250g, mã số 10, giá 800.000 nha. 800 cho mình ạ. Mã số 11 thì đây sẽ có một con cần tay. Con này thì cần tay zin của cần nha. Độ dài con này là 5m4, cần của hãng là Suzumi. Đây 5m4 nha, là 18 feet 5m4. Hàng của mình là nội địa Nhật này, nước sơn con này thì màu đen nha. Đây màu đen nâu thế này. Con này thì 5m4, ngọn cần thì nhỏ. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 3H thôi. 3H thích hợp anh em mình rô giết mẹ dân này. Đây cảm giác nha. Không cứng lắm cho mình ạ. Chung các lóng của nó thì còn ok hết. Nó ra cho mình tầm khoảng vào 90%. Thì có sức sơ sơ theo cần thôi. Còn này anh em về câu sông ao suối á, câu cá rô cá giết á, thì cực kỳ là ok nha, rất là cảm giác cho mình luôn. Suzumi nội địa Nhật 5m4, con này thì phôi cũng tương đối nhẹ, 140g, mã số 11, giá 600 như này. Đây giá 600.000 ạ. Đây tổng thể thế này. Tiếp theo mã số 12 thì ở đây sẽ có một con cần tay. Đây con cần tay của Si như này, Shimano, con này dạng là Shimano dòng Si vàng nha. Đây Si vàng cho mình. Thế cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp này, nắp chụp nha, bằng gỗ zin theo cần, và một cái bao vải của Shimano, cái bao vải này nó hơi cũ như này, cái này thì anh em lấy thì gửi kèm nha, không mình về mình kiếm bao khác cũng được. Đây dạng Si vàng, độ dài của cần là 9m nha, con này bạn cứng đều cho mình, thích hợp mình câu cá sặc răng, mình sang hàng chép đều được. Ngọn cần thì ngọn nhỏ, ngọn ra cho mình tầm khoảng 1 ly, để bu 360 độ chống xoắn này, 1 ly nha. Độ cứng của cần này á, thì nó ra cho mình tầm khoảng 5H, cần đã thẳng cho mình nha. Con này trừ cái lóng ngọn này, cái lóng ngọn là carbon xoắn vân thôi. Đây, tập thể này, ngọn đặt cọng tháp nha, lồng phồng. Còn tất cả các lóng của mình đều là phôi hay da hết. Để những dòng xi thì đã biết rồi. Thật cực kỳ là ok. Đây cần đẹp nha. Trong tình trạng của nó thì còn ok hết, tầm khoảng 90%. Con này thì anh em về câu sặc rằng á, câu sặc rằng thì nó sẽ thẳng và ok hơn cho mình. Còn đánh chép nha. Đây, con này tương đối nhẹ. Cái lóng của nó thì có sức chăm xăm sơ sơ theo cần thôi. Còn ok cho mình ạ. Phôi hay da toàn thân từ gốc tới gần ngọn cho mình luôn, cái ngọn là trừ cái chỗ tháp ra thôi. Tay cầm con này á, thì bên Nhật người ta đã cuốn chỉ nha, người ta đã cuốn chỉ cầm tay cầm chắc chắn cho mình rồi, thì em sẽ để về luôn, tháo ra thì nó hơi cũ cho mình xíu. Cái nắp chụp của cần này, đây nắp chụp xoay bằng inox Shimano chính hãng. Phôi con này thì tương đối nha, không dày không mỏng lắm, 9m, mà con này trọng lượng cần chỉ có là 280g thôi. Mã số cần là mã số 12 như này, giá con này là 2.200.000 nha. Đây 2.200.000. Rồi tiếp theo mã số 13 thì ở đây lên thì sẽ có một số cần lô nha và cần zít cắm gốc cho mình. Cái mã số 13 thì đây sẽ có một con cần lô máy ngang. Đây cần lô máy ngang này của hãng là Suzumi. Độ dài con này là 6 feet là 1m8 nha, độ cái là ML, hàng nội địa Nhật này. Cái con này nó bị hụt cho nên nó hụt tầm khoảng 3cm ngọn nha. Đây 3cm ngọn, hiện tại còn 1m77 thôi, cần ML. Khoen con này là khoen Fuji 3 chân, đây lọ sẽ đen hết. Phôi carbon xoắn vân nha, tổng thể thì còn mới này. Tay cầm có thể bọc da và bắt là bắt vặn này, Fuji Japan cho bất hại cho mình luôn. Máy ngang nha, đủ lóc lùi chẽm. Trọng lượng 130g, mã số 13, giá 400.000. Mã số 14 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc, con này là cần của dòng Ryobi nha em. Đây Ryobi. Cần lưu 2 khúc máy đứng, độ dài cần là 1m8 nha. Con này 1m8, độ cứng con này thì tầm khoảng L thôi. Thế là cho nên mình lưu suối này, lưu cảm giác. Ngọn cần thì rất là nhỏ, đo cho mình tầm khoảng 1.6 ly. Dàn khoen cũng gọi là dàn khoen full sit đó nha này. Để dàn khoen full sit nha.
Tổng thể thì con này còn mới, thích hợp cho này mình đi câu biển, mình câu mực á, mình lua mực hoặc là mình có thể là đi lua suối nha, như là câu bè cũng được, cảm giác thôi. Dạng khoen full sit head, tay cầm cán mút, phát vạn Fuji Japan 1.8, độ cao tầm khoảng L, trọng lượng chỉ có là 95g, mã số 14, giá 700.000. Mã số 15 thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Đây, con này thì cho nên mình dứt biển nha, con cần cắm gốc rất đẹp này, tổng thể thế này. Thì thông số con này như sau, cần cắm gốc mã số 15 nha anh em. Cần này thì độ dài của cần á, độ dài con này là 7 feet nha, 7 feet 6, 7 feet 6 là 2m28. Thông số tại mồi này từ 10 đến 60 gram, tại cá từ 8 đến 25 lb nha. Của dòng Jackson này là của dòng Mỹ này, Jackson là Mỹ, tài quan xuất thị trường Mỹ mà đây. Jackson thì em biết rồi, của dòng Hotstar này. Dạng khoen này dạng khoen full sit 3 chân, dạng khoen bướm, con này khoen đề 3 là khoen 40 nha, để khoen lớn cho mình. Đây, tổng thể thế này, 60 gram thì độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng MH. Ở đây mình zip biển nha. Ngọn thì là ngọn 2.8 ly. Đây, tổng thể thế này, còn nguyên bản nguyên zin hết. Đây, độ cứng tầm khoảng MH nha, tương đối cứng cho mình. 60 gram thì đây mình zip được mồi hàng nặng rồi. Đây, tổng thể thế này, cần đẹp nha, của dòng Jackson. Thì cái tay cầm con này á thì bằng cán mút, gốc thì bằng cán gôn này, và pass con này bất vặn nha, Fuji gôn cho mình luôn. Trọng lượng là 350g, mã số 15, giá là 1.8 như này. Đây, 1.800.000 nha. Đây, cần lưu gốc 2m28, Jackson. Cái con này thì em sẽ đo cái ngọn thông số để mình xem kỹ hơn nha. Để đem về ước lượng cái bao ở nhà mình á, mình có thể dễ đựng cần hơn. Và cái gốc con này, cái ngọn con này là 1m77 nha này, 1m77 cho mình. Đây, giá là 1.8 nha. Những con này thì đa số mua cửa hàng nên cần rất là mới, anh em yên tâm rồi. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lưu hai khúc, con này cần lưu hai khúc máy đứng của dòng Mazograp như này. Đây, Mazograp. Con này có dòng Mazograp, dòng Sopara, độ dài con này là 9.6 nha, độ cái là M. 9.6 là 2m88 như này, tầm gần 2m9 cho mình rồi. Thông số lô là từ 15 đến 542 gram, tại cá từ 8 đến 20 lb, tầm khoảng 90 kg cá. Mazograp, hàng China xuất thị trường Nhật. Mấy cái con này thì bên em một đa số là một cửa hàng Nhật nha, trưng bày. Thì con này không có bao thôi, tình trạng của nó thì còn hầu như là mới cứng, chưa sử dụng qua luôn. Đây, gần 2m9, độ cỡ M. 42g thì mình lưu gần, mình lưu nháy hơi, nháy thật đều được rồi. Ngọn cần thì đo cho mình xác cho này là ngọn 2 ly. Đây, dòng Sopara, khoen là khoen full sit nha. Ba chân hết cho mình đây, tổng thể thế này, Fuheya này. Những cái con này giá mới của cần á, thì nó ra cho mình tầm khoảng từ 2.3 đến 2.4 như này, tùy theo thị trường xuất nha. Bình Nhật thì nó sẽ cao hơn. Trọng lượng cân được cho mình là 200g, mã số 16, giá là 1.8. Đây, 1.800.000 nha. Lưu nhớ hơi nhớ thật, lưu gần đều được ạ. Gần 29. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lô, con này là cần lô 2 khúc của dòng Mazograp luôn. Con này thì sẽ cứng hơn cho mình lưu gần. Cần lô Mazograp dòng Sopara luôn, độ dài con này là 10 feet như này. 10 feet là 3 mét nha, độ cứng hát. Cứng hát thì hầu như là gần cứng nhất cho mình rồi, nó chỉ thua ít hát thôi. Thì con này độ cứng hát thì thông số tại mồi mát là tầm khoảng vào 80 đến 100g. PE tầm khoảng từ 1.5 đến 3.5 nha. Con này hàng của mình là hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật này. Đây, made in Việt Nam. Tay cầm con này thì bằng cán mút và dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân hết. Cứng hát thì anh em mình lưu gần này. Đây, mình lưu gần. Mình lưu bạo lực nha, nhé hơi nhé thật. Nhóc giúp mình là chỗ mình lục bình nhiều á, đều được này. Lưu lóc rừng. Ngọn con này thì ngọn lớn, đo cho mình tầm khoảng vào 3.1 ly. Và tất cả dàn khoen của mình đều là dàn khoen full sit 3 chân hết. Đây, tổng thể thế này. Còn mới cứng nha, thử cho mình một cái bao vải thôi. Sopara. Trọng lượng của cần thì cần được là 280g, mã số 17, giá con này là giá 2 triệu nha. Đây, những cái dòng thì thế này rất là chuộng nha. Mình lưu gần, mình lưu nhớ hơi nhớ thật. Những con này đem đi neo cá thu, đánh cá được tốt nha. Tại cá tốt, tầm khoảng từ 15 đến 20kg, ok cho mình. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng luôn. Đây, con cần lưu 2 khúc máy đứng. Cần này của hãng là Simat, độ dài con này là 9 feet nha. 9 feet là 2m7, đây phôi hay da. Độ dài con này là 9 feet, thông số tại mồi từ 1/2 đến 2 OZ, nó ra cho mình tầm khoảng vào 56g. Tại cá từ 8 đến 20 lb, tầm khoảng 9kg cá. Dàn khoen Fuji, 3 chân xứ xám. Cái con này tình trạng của nó bị hụt một xíu nha, hụt 2 phân nha. Hàng vận chuyển về thì nó bị hụt 2 phân cho mình. Đã thay cho mình cái đầu bu Fuji xứ xám rồi. Hiện tại nó còn cho mình là 2m68 thôi. Phôi carbon xoắn 2 da, tổng thể thì còn mới. Lưu lóc, lưu chẽm, 2 OZ thì mình có thể là lưu gần đều được rồi. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji DPS. Dòng Satellite Enjoy, cần đẹp nha. Trọng lượng cần thì cần được là 190g, mã số 18, giá con này là giá 800.000 nha. Đây, 800 ạ. Mã số 19 thì đây sẽ có một con cần Fly nha nè. Đây, cần Fly, Fly câu suối nha. Cái môn này thì Việt Nam mình vẫn ít chơi này, đa số mình câu suối.
Con này fly này là của dòng Daiwa. Đây, con nó sẽ phụ kiện thì nó sẽ kèm một bao vải Daiwa zin theo cần. Đây, mới cứng nha. Con này của dòng Daiwa, dòng cross carbon, dòng Daiwa Phantom. Đây, có dòng Diamond nha anh em. Độ dài con này 8 feet, 8 feet là 2 m. Hàng có bên là hàng Taiwan xuất thị trường Nhật nha. Đây, Taiwan xuất Nhật có tem vàng. Phôi con này thì cực kỳ đẹp rồi, con này hầu chưa sử dụng qua luôn. Phôi hai da toàn thân từ gốc tới ngọn này. Độ cứng con này là thăng 4 nha. Thăng 4 thì nó rất là mềm. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào SUL nha đối với cần lô. Ngọn cần thì là ngọn 1.5 ly. Đây, phôi của nó là phôi carbon xoắn hai da toàn gốc này. Khuyên địa ba là khuyên Fuji ba chân, còn lại là khuyên bằng nhôm ấy nha. Đây, khuyên bằng thép cho mình đây. Inox, cái dòng thẻ này biết rồi. 2m4, độ cứng thăng 4. Tay cầm con này thì nó bằng cán bừng nha, cán mút. Cái chỗ cái máy của nó thì tay cầm nha. Cái máy này thì anh bỏ máy vào mình dắt qua thôi là ok rồi. 2m4 cần fly, câu suối, siêu nhẹ. Trọng lượng chỉ có là 60g, mã số 19. Giá con này là giá 1 triệu như này. Đây, 1 triệu nha. Đẹp với tinh luôn. Mã số 20 thì ở đây sẽ có một con cần Hechi. Con này là cần che Hechi 2 khúc cho mình câu bè nha. Con này có độ dài cần là 2m1. Đây, 2m1 nha. Con này thì bác của mình là bắt gặp Fuji F6. Dàn khoen con này là dàn khoen hãng nha. Theo cần loại xứ xít. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp này. Ngọn con này thì đo nhỏ nhất cho mình trên này á, là tầm khoảng vào 1.2 ly thôi. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 15 đến 20. Thế là trên này mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa, câu ngâm nha. Đây, cần thì còn đẹp thế này. Cán gỗ. Trọng lượng cần là 170g, mã số 20. Giá con này là giá 550 này. Đây, 550.000. 2m1 cứng tầm khoảng từ 15 đến 20. Hechi cô bè. Mã số 21 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc chuyên dụng cho mình câu ngâm, câu lăng xê. Cần này thì cần của hãng là Ryobi nha em. Đây, cần của hãng là Ryobi, hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Độ dài là 2m1, độ cứng 50. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Cái con này thì cần đẹp nha. Cái tay cầm của nó thì bằng cán mút màu xanh và nước sơn màu xanh, chị cũng quăng màu xanh cho mình luôn. Dàn khoen Fuji ba chân, đây loại xi đất xám. Thế là trên này mình cũng ngâm cô lăng xe. Cứ 50 thì dạng vừa, ngọn lớn, ngọn 2.8 ly. Đây, tổng thể này nha. Nước sơn, nước xế còn đẹp này. Hầu như không có xây xước gì lắm. Bắt vặn Fuji FPS 22. Trọng lượng là 200g, mã số 21. Giá 700.000. Đây, 700 nha. Mã số 22. Thay thì đây sẽ có một con cần 2 khúc. Con này của dòng Daiwa. Đây, Daiwa 2 khúc carbon nha. Độ dài của cần là 2m7, độ cứng là 30. Con này thì hàng có bên là Korea xuất thị trường Nhật, có mã có tem vàng. Phôi của cần thì nó phủ một lớp sơn kim tuyến này. Và cái đầu ngọn trên này á, thì nó phủ một lớp sơn. Sơn là sơn dạ quang nha. Anh em mình có một đêm nó tốt hơn. Cái ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn rơi cho mình tầm khoảng vào 2.2 ly á. Nó phủ cái lớp sơn phản quang ở ngoài thôi. Đây. Con này tình trạng của nó thì nó phủ lớp sơn lên á, nhìn hơi cũ nha này. Để cho mình giá tốt hơn. Tay cầm thì bằng cán mút và phát là phích vặn Fuji. Đây, qua chính hãng cho mình. Đây, tổng thể này. Gốc sẽ có một cái dây bổ hiểm luôn. 2m7 cứng 30 thì thích hợp mình câu cảm giác nha, không cứng lắm. Trọng lượng cân thì cân được là 320g, mã số 22, giá 550. Đây, 550.000 ạ. Mã số 23 thì đây sẽ có một con cần 2 khúc. Con này cần đẹp cho em, hàng tuyển cho mình đây. Con cần này là cần 2 khúc, cùng của hãng là Alpha Tackle. Độ dài cần là 2m7, độ cứng là 100. 100 thì dạng cứng cho mình rồi. Alpha nha, hàng Korea xuất Nhật này, có mã code cho mình đầy đủ đây. Thì con này cái dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji nòng sống nha. Đây, nòng sống xích và ngọn ở trên này của nó là khoen lá hết này. Cứng 100 thì mình câu biển, đánh cá ta, cá chim, bạo lực được hết nha. Ngọn thì dạng ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn 2 ly. Đây, mấy cái con này thì hàng hiếm nha. Lâu lâu mới về một con thế này thôi. Khoen Fuji nòng sống. Khoen đề ba là khoen 16 cho mình. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm cắn mút và pack có đẹp bất vặn nha. Bất vặn này pack có dòng là USA nha. Alpha Tech Cole này. Bắt vặn inox CNC cực kỳ chắc chắn cho mình đây. Đây, pack USA. Con này cực kỳ chắc chắn như này, cần rất là đẹp. Khoen đồng sống ở dưới đề ba và trên này là khoen lá nha. 27 cứng 100 cho mình dít biển, câu cá tra, cá chim, bạo lực. Trọng lượng của cần á thì cần được là 310g, mã số 23, giá 1.500.000 này. Đây, 1.500.000. Cuối cùng thì ở đây sẽ có một con cần 3 khúc, mã số 24. Con cần 3 khúc con này thì của dòng là Chenryu như này. Đây, cần 3 khúc của hãng Chenryu. Độ dài cần là 4m2, độ cứng là 50 và thì cũng dạng vừa nha, không cứng lắm. Dạng khoen là dạng khoen full xích này, khoen full xích này loại xứ dày này, lưới nha. Con này khoen xích dạng câu biển, loại xứ rất là dày. Con này ngọn 50 thì nói chung là không cứng lắm nha, có dạng cảm giác cho mình. Ngọn cơ thì là ngọn 3 ly. Khoen của mình là khoen full xích hết, tình trạng của nó thì còn mới. Những con trend deal này thì giá mới của nó thì cực kỳ mắc như này. Tầm khoảng chục hơn. Đa số trend deal thì nội địa Nhật rồi, made in Japan. Tem vàng đầy đủ.
Tay cầm thì bằng cán bút và pad là pad vặn Fuji chữ vàng. Gốc thì có sẵn một cái dụng cụ hiệp ở đây. Đây, bằng gold nha. Tổng thể thế này. Chuyên dụng cho nên mình câu biển, câu cá lớn nha, những cái con cá trai, cá chim. Dạng câu có cảm giác nha. Bộ bích 2 3 khúc cứng 50, chèn reel. Ngọn ba ly, trọng lượng của cần thì tương đối dày, phôi dày nha, 570g, mã số 24, giá 1.600.000. Đây, 1.600.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 24 mẫu cần. Thì anh em bằng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Thì anh em có sẽ được giao cho em được đăng ký bật thông báo. Bên em thì hàng hóa về nhiều cập nhật liên tục nha, để anh em tham khảo nhiều các mẫu cần và máy phụ kiện nhiều hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày cuối tháng vui vẻ nha, đi câu thật nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.